birthday đơn giản. Ăn mừng sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của ông xã Lan cho nên là mình tổ chức sơ sơ ở nhà. Và ngày dịch chỉ có ở nhà, chỉ có gia đình với nhau thôi mọi người. Hôm nay mời mọi người ăn sinh nhật với ông xã Lan nha. Này có... nhưng mà ảnh không chịu lên hình. Ảnh không chịu lên hình. Chỗ Lan ngồi thì Lan để màu hồng. Hai bố con thì màu xanh, màu vàng, màu trắng. À, mùa dịch đó mình không có ăn ở ngoài được, mà mình cũng không có mời ai. Mình ở nhà mình ăn cũng đơn giản lắm mọi người. Thì hôm nay mình order mấy cái con tôm hùm xào này, là xào kiểu gì không biết, nhưng mà đặc biệt hả, chỉ có mì ở trong này nè. Xong giờ hai vợ chồng đứa con ăn vậy thôi, không có nấu nướng gì. Hồi nãy giờ nó cũng nguội rồi đó, mình đi pick up về nó cũng nguội đó. Bây giờ nhà mình mời tất cả mọi người. Cái này là dành cho birthday boy. Ăn đi anh, ăn nhiều lên. Dành cho birthday boy. Rồi. Cho con trai của birthday boy. Có gì ở nó kìa. Dạ. Dĩa của nó. Ok, đó. Ok. Em lấy ra đây rồi em cắt cho nó cũng được. Rồi ăn hết rồi nãy nữa. Ok rồi, ăn đi anh, ngồi ăn, em mời anh. Rồi anh tắt. Dạ. Để con. Dạ. Bỏ vô nước lã hả? Dạ. Vụ này chát quá à. Mới ăn được không con? Hả? Được rồi. Được không anh? Em mua nước dừa hả? Dạ không, em uống cái gì đâu, em chưa có uống rồi. Em làm một chén muối tiêu chanh luôn. Muối tiêu chanh. Thịt nó dai ngon ha. Bảo đó không biết ăn không? Bảo nó biết ăn hả? Mà em thích ăn mì này á. Thích ăn mì này nè. Cái này nó ít tiêu nè. Order cái chỗ kia về tiêu không? Bảo nó ăn không được. Chỗ là tăng cản á. Cho nó làm tiêu, tiêu. Không có thấy con chí nhỉ? Hả? Sao không thấy con chí chừng ai bác con nhỉ? Nó bỏ rồi. Nó kiểu là lobster, nó thích lobster. Nó bỏ rồi rồi. Bỏ vô cái chén anh. Thì người có người ăn được hải sản, có người không ăn được hải sản. Trong các cái loại mà thịt cá, hải sản, Lan thích nhất hải sản. Không thích ăn thịt. Mỗi cái loại hải sản nó có cái vị mà nó đặc biệt á. Mỗi cái thịt của mỗi con nó có cái vị đặc biệt á. Mình ăn mình mê. Lan ở trên Mỹ nè á, thiệt thòi cái là không ăn được hải sản của Việt Nam. Nghêu sò, ốc hến, đồ nướng, luộc đồ đó. Không có ăn thường á. Không tươi nữa. Và đây mắc nó ăn là ăn có đá các bạn. Ở Việt Nam thì khoảng cho 50.000 dĩa. Mình ăn nhiều dĩa được. Ở đây hả, 10 đồng một dĩa có mấy con à. 10 đồng một dĩa chừng chục con à. Coi như là 1 đồng một con á. 20.000 một con. Không ngon, không phải không ngon mà không có đã. Được ở cái ấy là ở Mỹ á,
có tôm hùm đồ rẻ, tôm hùm cua Canada đồ rẻ. Mình mua tôm hùm nên về nhà mình ăn á, mình thấy ăn nó thoải mái hơn, mình cặm rồi mình gặm rồi nó thoải mái hơn á các bạn. Mình ra tiệm mình dùng cái nĩa với cái muỗng mình ăn nó chặt tới chặt lui á. Không có mua giỏ được. Kiểu như là không có mua giỏ, không có nhiệt tình á. Trời sai. Nó ăn gần hết cái bánh luôn á. Cái bánh đó là cheese á, phô mai hay nè. Cheese phô mai. Kéo. Ngồi xe ra con, ngồi về cận thị á. Ngồi xe ra, anh kêu nó ngồi xe ra. Xe rồi. Vô đi em. Vô. 1, 2, 3, vô. Hai luật nha. Trời ơi, hết gì nổi. Chát. Đang uống rượu. Bảo no chưa con? Bây giờ mình chuẩn bị mình cắt bánh đây. Bảo no chưa? Bảo no chưa? Nó có cho anh nến không? Có nến không? Có hả? Cho nó cắt bánh luôn đi. Ăn không có nổi thì ăn chơi một chút. Hôm nay ngồi đây thời tiết rất là mát luôn á mọi người. Hôm nay là 72, 73 độ à. Hôm qua nóng, hôm qua tới 77 độ luôn. Mình không biết là bao nhiêu độ C nhưng mà độ F á. Mà đo bảo độ F là 73, 75 độ là đẹp nhất luôn á mọi người. Thời tiết rất là mát chứ không có nóng. Nếu mà nóng là khoảng 77, 75 trở lên 80, có khi 90, 900 độ là bữa đó là nóng lắm luôn á. Hôm nay chúng trời đẹp. Hôm nay sinh nhật cho nên trời nó đẹp đẹp. mát mẻ lắm. Mà mình chắc mình tới cái quạt này, mình tắt cái quạt này nha. Cái quạt này nó kêu quá, em tắt đi ha. Mình sợ ruồi đó mọi người, mình mở thêm cái quạt nhưng mà mình ăn xong rồi, ruồi nó không có tới nữa. Mình mở cái quạt cho nó khỏi tới á. Happy birthday bố nè. Tắt đi con, mình tắt cái đó để mình happy birthday, happy birthday nè. Bao nhiêu cái mình cắm hết bao nhiêu đi cho nó vui. Đó, anh cắm cho đều. Cái bánh này mọi người, cái bánh đây. Cắm thêm đi. Ok. Kệ nó đi, lấy da là nó bị hơ cái lỗ á. Kệ nó đi. Yes. Rồi, xong. Happy birthday. Rồi. Để cái bì ra cho em. Tại gió nó bay. Trời đốt lửa nè. Gió quá nó không quá. Alright, giờ đợi chưa các cậu quýt sao chưa. Alright, nhỏ thôi con. Rồi, giờ cắt bánh. Ủa mà anh cắt đây chứ? Em cắt hả? Anh đang không quýt. À, ít quá. Cái này bảo thích nè. Chắc là chocolate á. Ăn này ha. Đây là tiramisu chocolate hả? Tiramisu. Cái này classic nè. Classic hả? Cái vị này là vị cổ điển á. Hôm nay anh có chụp hình cái bánh chưa? Rồi. Ồ, cái gì nó cười cho bao. Dâu. Rồi. Em lấy cho anh cái dâu nha. Hả? Ăn cái két này. Thôi từ từ để nó vậy. Thẳng ra. Hả? Cho nó ăn cái chocolate. Thôi ăn chocolate này em con. Ăn không anh? Bánh này bánh macaroon gì á. Rồi em ăn đi. Thử. Em thích trái dâu này hơn. Em ăn dâu đi. Đấy hết ăn rồi. Rồi. Anh ăn cái gì giờ? Không. Anh ăn cái bánh cho nha. Dâu được rồi. Rồi. Rồi xong. Rồi, thank you. Mời mọi người ăn bánh. Chưa đủ lạnh hả anh em? Đêm qua sao nó hết lạnh không? Bánh nó thành lạnh không? Nó chảy cái kem.
Mềm không? Mềm. Đối với em vậy là ngọt rồi. Dạ. Em ăn ngọt, ăn lỡ rồi. Em ăn ngọt được. Em ăn bánh mì nó ngọt dữ rồi. Bỏ vô đi. Bánh này bánh tàu á, bánh mì còn ngọt nữa. Có hộp đâu à? Bỏ vô lại được không? Dùi nó bu quá, bỏ. Anh ăn nữa không? Ít vậy. Bỏ ăn đi con. Bảo không thích bánh ngọt. Ngon không? Anh không uống rượu, anh bánh ngọt phải uống rượu. Ngọt quá. Hết ngon rồi, rượu hết ngon. Rồi, dọn dẹp sạch sẽ. Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ. Mốt Lan sẽ may cái màn để bao phủ cái cây dù này lại đó. Mình ăn nó đỡ có ruồi á. Vừa ăn vừa đuổi nó mệt quá. Phiền quá mấy cái con này. Ok, bây giờ mình đã xong rồi mọi người ơi. Xong là cái bữa sinh nhật đặc biệt cho ông xã Lan. Năm sinh nhật có 1 lần rồi các bạn. Năm nay không có đi chơi, bị ở nhà do cái dịch đó. Mình phải ở nhà đó, bình thường năm nào cũng đi chơi hết trơn á. Thì sinh nhật ảnh hay lấy nghỉ 2 tuần vacation là cho nghỉ đi chơi, nghỉ ngơi đó. Năm nào cũng vậy, năm nay thì ở nhà mà Lan nghỉ sang năm cũng chưa chắc mình đi được. Cái này không biết nó kéo dài tới bao lâu. Hôm bữa sinh nhật Bảo cũng ở nhà và cũng 3 người vậy nè. Hôm nay của anh Huy cũng vậy. Hồi năm ngoái thì đi Florida, tháng 10 sinh nhật Lan thì đi Canada. Năm nay chắc tháng 10 cũng ở nhà luôn. Vậy đó. Mình là Lan quay một chút chia sẻ sinh nhật của ông xã Lan cho mọi người coi cho vui ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mà thích thì hãy like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho ha gia đình Lan nha. Thank you mọi người. Anh có vui không? Vui. Anh có happy không? Happy. Ông xã Lan nói chứ sinh nhật của anh nhưng mà em vui là anh vui rồi. Nói vậy thôi mọi người, Lan đi mua đồ la quá trời luôn. Sợ lây nhiễm bệnh là lối ông cho Lan đi mua. Nhưng mà mình đi bây giờ mình đi đâu cũng vậy các bạn. Phải cẩn thận và là mình thực hiện tốt là đeo khẩu trang và đứng cách xa người ta ra ít nhất là 2 mét. Mà Lan thì thường là tiệm nó cũng không có đông á mọi người. Xong mình đi mình cũng cách phải 3 mét á. Xong rồi mình ra là mình phải rửa tay liền. Với là thực hiện tốt những cái đó. Sinh viên đi beach party đó, lây nhau quá trời ngoài biển đó. Mà từ đâu cộng đồng và cộng đồng nó lây nhiều lắm. Yeah. Ok mọi người, thank you for watching nha. Bye.